Xin chào các chú để bạn nha. Hôm nay ăn cá chi, cá chi sáng nay nấu lẩu cho con ăn, cái ông ngoại về ngoại còn con cá lóc mà ngoại chiên xù, nãy nó sống rồi chiên xù nữa, buổi chiều thì ăn bánh dỗ. Con cá ăn miếng cá, con nhiều nhiều mới ăn. Cà gió đó chan nước mắm cho cà gió đi, rất là ngon luôn, đúng không? Ngon. Rồi, món này nhất á. Như thế nào? Món này quá, đã có mấy cùng rồi. Ngon. Cà gió ha, cà gió nó hẻo, nó ngọt ngọt. Ăn đi. Chẳng hỏi gì. Thích rồi mà làm cho nó ăn. Có cá hả? Rồi, còn ăn miếng nữa nè. Ăn luôn. Con nhỏ đi mà ngoại nhường cho con ăn. Sao bảo mà bây giờ mình nhìn cái chán rồi ăn. Ngoại thường thường ngoại ăn trứng một là nướng. Kêu để con bắt ra nướng là có nó nóng. Kêu cũng làm biến hết ra đó bạn. Cái này cho nó gạo là cho nó tắm. Biết rồi. Bên này ngon, bên này ngon. Nấu bình bình có cái lon á. Bên nào cũng có lon chứ. Ngọt ngon hai bên. Con nó mềm, cứng nè, thấy không?
chỉ có nước mắm sốt cào và hai loại lá chanh. Không có ngọt chút chua quá. Cháo ngoài nữa. Không. Đây. Chanh nước mắm sốt cào. Còn nước mắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.